Thầy xin chào tất cả các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay thầy sẽ xin thay mặt cho nhóm toán chính trường Trung học cơ sở Chu Văn An để trình bày với các em nội dung bài học vị trí tương đối của hai đường tròn. Cái này cũng tương tự như bài vị trí tương đối của một đường thẳng với một đường tròn. Phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về ba vị trí tương đối của hai đường tròn. Ở đây chúng ta xét đường tròn O có bán kính R và đường tròn O phẩy có bán kính là R phẩy. Đầu tiên đó là vị trí hai đường tròn cắt nhau. Trên màn hình của các bạn dễ dàng nhận thấy được đây là hai đường tròn có hai điểm chung, đó là điểm A và điểm B. Hai đường tròn có hai điểm chung thì người ta gọi đó là hai đường tròn cắt nhau. Và lúc này hai điểm chung này còn có một cái tên gọi đó là hai giao điểm của hai đường tròn này. Và đoạn thẳng nối hai cái điểm này với nhau ta gọi nó là dây cung chung. Cái dây AB này là dây cung chung của hai đường tròn A, đường tròn O và đường tròn O phẩy các bạn ha. Vị trí tiếp theo trên hình ảnh các bạn dễ dàng nhận ra đường tròn O và đường tròn O phẩy ở cả hai hình hình A và hình B đều có với nhau chỉ có một điểm chung duy nhất, và lúc này người ta gọi đó là hai đường tròn tiếp xúc nhau. Ở hình A ta gọi đó là hai đường tròn tiếp xúc ngoài, và ở hình B thì người ta gọi đó là hai đường tròn tiếp xúc trong. Điểm chung A này cũng chính là tiếp điểm của hai đường tròn, đó là cái điểm mà hai đường tròn tiếp xúc, người ta gọi tên nó là tiếp điểm. Vị trí cuối cùng đó là vị trí đó là hai đường tròn không giao nhau, có nghĩa là nó không có điểm chung nào cả các bạn. Ở hình A người ta gọi đó là hai đường tròn ở ngoài nhau, và ở hình B người ta gọi đó là hai đường tròn đựng nhau. Các bạn dễ dàng nhận ra được cái đường tròn màu đỏ, đường tròn O của mình đựng đường tròn O phẩy ở bên trong. Tóm lại, chúng ta sẽ có 3 vị trí tương đối của hai đường tròn. Nếu dựa vào điểm chung thì đầu tiên đó là vị trí hai đường tròn có hai điểm chung là khi hai đường tròn cắt nhau. Cái dây AB này được gọi là dây cung chung. Hai đường tròn có một điểm chung duy nhất thì lúc đó hai đường tròn tiếp xúc nhau, và sẽ có hai vị trí tiếp xúc, một là tiếp xúc ngoài, hai là tiếp xúc trong. Vị trí thứ ba đó là hai đường tròn không giao nhau. Lúc này hai đường tròn không có điểm chung nào cả thì nó sẽ cũng có hai vị trí, một là hai đường tròn ở ngoài nhau, nó cách xa nhau như thế này các bạn. Và vị trí thứ hai đó là hai đường tròn đựng nhau, đường tròn lớn sẽ đựng đường tròn nhỏ bên trong. Hình ảnh mà các bạn mới vừa thấy xuất hiện nó có một cái đoạn thẳng nối liền hai tâm của đường tròn với nhau. Thế thì cái đoạn thẳng này hay là cái đường này nó có cái gì đặc biệt? Tiếp theo của bài đó là tính chất đường nối tâm. Với hai đường tròn O và O phẩy có tâm không trùng nhau thì cái đoạn thẳng nối hai tâm này lại người ta gọi đó là đoạn nối tâm. Cái đường thẳng đi qua hai tâm, đi xuyên qua luôn hai tâm thì ta gọi đó là đường nối tâm nha các bạn nhé. Và đường nối tâm của mình là trục đối xứng của hình gồm cả hai đường tròn O và O phẩy. Thầy phân tích cắt nghĩa cho các bạn dễ hiểu. Đường này là đường thẳng đi qua tâm O, cho nên nó chính là hình ảnh của đường kính của đường tròn tâm O, nên nó sẽ là trục đối xứng của đường tròn tâm O. Hay nói cách khác, nó là trục đối xứng của hình chứa đường tròn tâm O. Tương tự như vậy, cũng cái đường này sẽ là trục đối xứng của đường tròn O phẩy, và đồng thời cũng là trục đối xứng của hình chứa đường tròn O phẩy. Vậy tóm lại, đường nối tâm này sẽ là trục đối xứng của hình gồm cả hai đường tròn O và O phẩy nha các bạn ha. Nếu như mà nó bằng, thì trả lại cái hình một chút cho các bạn xem. Nếu như O phẩy mà bằng R lớn trừ R nhỏ là lúc đó đường tròn O phẩy nó tiến sâu vào trong này. Lúc này hai điểm A và B trùng nhau luôn thì cái O phẩy này nó sẽ mới bằng được R lớn trừ R nhỏ, và lúc này nó không còn cắt nhau nữa mà nó trở thành tiếp xúc trong rồi. Vậy đây, hệ thức liên hệ giữa đường nối tâm O phẩy sẽ lớn hơn hiệu hai bán kính và nhỏ hơn tổng hai bán kính. Tiếp theo, chúng ta sẽ có hai đường tròn không giao nhau, càng dễ nhận ra và chứng minh hơn. Đó là ta dễ dàng chứng minh được O phẩy của mình lớn hơn R lớn cộng R nhỏ. Đối với hai đường tròn đựng nhau, có nghĩa là lúc này sao? Có nghĩa là đường tròn O phẩy lọt thỏm vào bên trong của đường tròn O, nhưng O và O phẩy chưa có trùng nhau nha các bạn nha. Thì lúc này ta thấy rõ ràng là
độ dài OO phẩy sẽ nhỏ hơn R lớn, trừ R nhỏ. Vậy khi OO phẩy trùng với O thì chuyện gì xảy ra? Lúc này người ta gọi đó là hai đường tròn đồng tâm và OO phẩy có độ dài bằng 0. Rồi, đây chính là tổng kết nếu hai đường tròn O và O phẩy cắt nhau thì các bạn sẽ có đó là đoạn nối tâm có độ dài lớn hơn hiệu, nhỏ hơn tổng. Tiếp xúc ngoài thì bằng tổng, tiếp xúc trong thì bằng hiệu, ở ngoài nhau thì lớn hơn tổng và đường nhau thì nhỏ hơn hiệu. Đó là cái cách để các bạn nhớ nhanh. Các bạn chỉ cần nhớ hình ảnh của hai cái đường tròn ra là các bạn sẽ hình dung ra ngay. Và các bạn lưu ý rằng chiều dấu mũi tên đi ngược lại được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sau bài học ngày hôm nay trở đi, nếu như bài toán yêu cầu các bạn chứng minh hai đường tròn O và O phẩy cắt nhau thì các bạn sẽ chứng minh ngay giùm thầy cái hệ thức độ dài đoạn nối tâm O phẩy mà nó nhỏ hơn được tổng hai bán kính của hai đường tròn này và nó lớn hơn hiệu của hai bán kính thì chắc chắn hai đường tròn này sẽ cắt nhau. Tương tự như vậy, các bạn muốn chứng minh hai đường tròn tiếp xúc ngoài, các bạn sẽ chứng minh nó bằng tổng hai bán kính, tiếp xúc trong ở ngoài nhau và đường nhau cũng như vậy. Chúng ta sẽ chứng minh hệ thức tâm và chúng ta, xin lỗi, chứng minh hệ thức liên hệ giữa đoạn nối tâm và hai bán kính. Sau đó các bạn sẽ kết luận vị trí tương đối của hai đường tròn này. Đây chính là cái nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Các bạn lưu ý đây là nội dung chính, rất là dễ. Tụi con chỉ cần tưởng tượng hai cái đường tròn ra và tưởng tượng đoạn nối tâm ra, tụi con sẽ hình dung ra được hết. Rồi, hình ảnh trên bảng mà các bạn thấy đường thẳng D, một không đụng chạm về hai đường tròn này hết. Bây giờ ta có đường thẳng D tiếp xúc với cả hai. Đường thẳng D2 tiếp xúc với một đường. Cái đường thẳng D2 này các bạn đã quá quen và lúc đó chúng ta nói D2 này chính là tiếp tuyến của đường tròn O phẩy. Còn đường thẳng D này nó vừa tiếp xúc với đường tròn O vừa tiếp xúc với đường tròn O phẩy. Cho nên đường thẳng D sẽ có một cái tên gọi mới mà các bạn sẽ sắp sửa được biết đây. Đó chính là tiếp tuyến chung của hai đường tròn. Bởi vì nó vừa là tiếp tuyến của đường tròn O đây các bạn, vuông góc với bán kính, vừa là tiếp tuyến của đường tròn O phẩy, cho nên D được gọi là tiếp tuyến chung của hai đường tròn này. Thế thì tiếp tuyến chung của hai đường tròn là đường thẳng tiếp xúc với cả hai đường tròn đó, rất là dễ dàng ha. Ở đây, đường thẳng M cũng là một vị trí nữa của tiếp tuyến chung của hai đường tròn O và O phẩy. Tương tự như vậy, các bạn sẽ có một cái đường thẳng giống như đường thẳng D ở trên nhưng mà nó tiếp xúc với hai đường tròn này ở bên dưới. Một cái đường thẳng nữa nó chéo với đường thẳng M này, nó cũng tiếp xúc với hai đường tròn. Thế thì sự khác nhau của hai cái loại tiếp tuyến này là gì? Chúng ta sang phần tiếp theo của bài. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn là tiếp tuyến tiếp xúc với cả hai đường tròn đó và nó có hai loại tiếp tuyến chung. Một cái tiếp tuyến chung không cắt đoạn nối tâm gọi là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn là cái đường thẳng D hồi nãy đó các bạn. Tiếp tuyến chung cắt đoạn nối tâm được gọi là tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn là hình ảnh của đường thẳng M hồi nãy đó các bạn. Và bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho bạn cái clip để các bạn nhìn và biết cách vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn. Các bạn hãy nhìn và quan sát thì sẽ thấy. Ta đặt thước như thế và ta chỉ cần kẻ đường thẳng như vậy thì nó chính là hình ảnh của tiếp tuyến chung trong. Và sau đó các bạn chỉ cần vẽ hai bán kính vuông góc xuống. Và bây giờ là cách để chúng ta vẽ tiếp tuyến chung ngoài. Sau khi vẽ xong, chúng ta lại tiếp tục kẻ hai bán kính vuông góc xuống. Và bản tổng kết này sẽ chứa đựng toàn bộ nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Trong bản tổng kết này, ở cột bên tay trái có phần dấu ba chấm là công việc của các bạn sẽ điền vô để củng cố bài học của mình. Thầy đã để sẵn hệ thức liên hệ để cho các bạn dễ dàng tìm ra được vị trí tương đối của hai đường tròn này, số tiếp tuyến chung khi các vị trí tương đối này xảy ra. Đây là hai tiếp tuyến chung, ba tiếp tuyến chung, một tiếp tuyến chung, bốn tiếp tuyến chung và ở đây là không có tiếp tuyến chung nào cả. Bài học ngày hôm nay cũng kết thúc. Phần việc về nhà của các bạn sẽ là làm bài 35, 37 và 38, trang 123 sách giáo khoa. Thầy chúc các bạn học tốt cùng với gia đình mạnh khỏe và các bạn có sức khỏe đầy đủ để sớm vào học tập trung với lại tất cả các bạn trong khối cũng như các khối khác của toàn trường trong tương lai gần. Thầy xin chào tất cả các em, chúc các em học tốt.